Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm phòng vaccine COVID-19 đến hết quý 1 năm 2022, Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Theo kế hoạch, vaccine Sinopharm sẽ ưu tiên tiêm cho công nhân đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp. Số còn lại sẽ được phân bổ và tiêm cho các huyện theo thứ tự ưu tiên tại phương án tiêm vaccine số 3994 của Sở Y tế. Đối với các vaccine còn lại sẽ phân bổ và tiêm hoàn tất cho từng địa bàn trọng điểm theo hình thức cuốn chiếu, tiếp tục tiêm mũi 1 hoàn tất cho người dân hiện đang sống trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 ở tất cả các huyện. Về thứ tự ưu tiên theo mức nguy cơ rất cao, nguy cơ và bình thường mới. Thời gian tiêm ngay sau khi nhận được vaccine bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 và kết thúc sớm nhất, vào hết tháng 12, muộn nhất đến quý 1 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng sáng ngày 14 tháng 9, đến thời điểm này cả nước đã tiêm được 30.442.671 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là tín hiệu cho thấy tốc độ tiêm chủng vaccine trong cả nước đang được đẩy nhanh. Cụ thể, trong ngày 10 tháng 9, số liều tiêm đạt hơn 26 triệu, thì chỉ trong 4 ngày, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, cả nước đã tiêm được gần 4,443 triệu liều. Tính trung bình trong 4 ngày qua, mỗi ngày tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine. Cho đến nay, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là hai địa phương dẫn đầu về số liều tiêm vaccine phòng COVID-19. Trên cả nước, có rất nhiều tỉnh đã tiêm vượt số liều vaccine phân bổ thực tế: Bắc Giang, Đắk Lắk, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bình Định, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Sơn La, Sóc Trăng, Cà Mau. Bên cạnh đó, một số tỉnh cũng đạt số liều tiêm tiệm cận với số vaccine được phân bổ. Ở chiều ngược lại, cũng có một số tỉnh số liều tiêm còn thấp so với số vaccine được phân bổ,